Chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của mình. Nếu như đây là lần đầu tiên bạn biết đến kênh của mình thì bạn hãy cho mình một đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất ở trên kênh của mình nhé. Các bạn thân mến, thì video này thì mình sẽ cập nhật những cái thông tin mới nhất từ cái dự án GIAP cũng như là cách chia sẻ cho các bạn cái cách để chúng ta kiếm thật nhiều cái đồng GT mỗi một ngày. Và ngoài ra thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái mẹo để chúng ta làm các cái nhiệm vụ để chúng ta mở cái hộp quà bí ẩn và chúng ta sẽ nhận được cái vật phẩm đó là ủng mũ quần áo cho búp bê. Và khi các bạn trang bị được đầy đủ tất cả các cái vật phẩm cho búp bê thì các bạn sẽ có cơ hội là khi các bạn chơi game Gidon Star Ocean ấy, thì các bạn sẽ có cơ hội nhận được nhiều cái đồng coin và cơ hội thắng nhiều hơn ở trong cái game Gidon Star Ocean này. Thì khi đó thì các bạn sẽ nhận được các cái đồng coin như đồng Ship, Dog, Ethereum và Litecoin, Bitcoin ở trong cái phần game này. Rồi thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái thông tin mới nhất ở trên trang Twitter chính thức của dự án GIAP. Thì cái trang Twitter chính thức kia của GIAP thì đã có tích xanh, và các bạn cũng biết thì những cái dự án mà đã có cái tích xanh thì gần như là những cái dự án rất là tiềm năng và khả năng thành công của dự án cực kỳ là cao. Và các bạn cũng biết thì đây là một trong những cái dự án thuộc là short video, tức là nó cũng như là một cái dự án xem video để chúng ta kiếm tiền. Nó cũng tương tự như chúng ta đang lướt cái ứng dụng mà TikTok mà các bạn thường sử dụng đó, thì chúng ta xem video ở đây là chúng ta sẽ kiếm được tiền đó. Rồi mình sẽ cập nhật những cái thông tin đầu tiên. Ở đây thì là cái thông tin đã là chúc mừng đã dự án đã đạt đến 100.000 lượt tải xuống rồi. Rồi tiếp theo này, cái thông tin nữa nhé. Các kỹ sư GitHub đang bận rộn xây dựng vũ trụ Web3 của Gidon và hợp tác với chúng tôi để tạo lên một thế giới Gidon tự do, dự đoán một hành trình ly kỳ phía trước. Ở đây là cái phần mà đội phát triển dự án cũng đang hoàn thiện cái phần mà game nhé, và tới đây thì cái dự án này sẽ có một cái phần game hoàn thiện và chúng ta sẽ kiếm được thật nhiều cái phần thưởng từ cái dự án này. Và ngoài ra thì ở đây đang có một cái sự kiện đó là hãy chia sẻ của bạn Gidon Web 3, theo dõi ghi Web 3, like, gì tít và tag hai người bạn, 20 người được chọn ngẫu nhiên sẽ nhận được một trang phục và 10 GT, xấp xỉ 20 đô la. Triệu tập tất cả Gidon để xây dựng Web 3 thì các bạn có thể bấm tim bấm mũi tên đảo chiều. Sau đó thì các bạn tag ba người bạn, các bạn chia sẻ cho bạn bè của bạn tham gia vào cái sự kiện này để có cơ hội nhận cái phần thưởng từ cái dự án này nhé. Rồi, ngoài ra thì còn rất là nhiều các cái thông tin ở đây thì các bạn có thể là các bạn tìm hiểu nhé. Ở đây thì có rất là nhiều bạn có những cái trang phục khá là xịn sò, và các bạn rất là chịu khó làm các cái nhiệm vụ lên là nhận được các cái trang phục. Ở đây có cả áo, quần và giày nhé. Thì hiện tại thì mình trang phục của mình rất là sơ sài, thì mình chia sẻ cho các bạn cái phần trang phục của mình. Tí nữa mình sẽ chia sẻ cho các bạn sau. Rồi, ở đây thì mình sẽ nói về cái phần mà xem video để kiếm tiền thì nó sẽ có hai cái cách. Một là các bạn kích khi các bạn truy cập vào app ấy. Ngày xưa là chúng ta phải xem 30 phút, và bây giờ chúng ta chỉ cần xem 20 phút, 15 phút là chúng ta đã hoàn thành cái nhiệm vụ và chúng ta đã nhận được hai cái đồng GIAP rồi, xấp xỉ 4 đô la rồi. Thì ở đây thì các bạn kích vào Goto Home ấy, thì các bạn ra đây thì các bạn xem video. Nếu như các bạn không muốn xem quảng cáo ấy, thì các bạn có thể xem video trong vòng 15 phút là các bạn hoàn thành nhiệm vụ, thì các bạn quay trở lại đây và các bạn nhận cái phần thưởng ở đây rồi. Có cái cách thứ hai là nhanh nhất, đó là các bạn xem kích vào đây các bạn xem quảng cáo thì nó sẽ là rất là nhanh nhất. Thì các bạn chỉ cần xem 3 lần quảng cáo là các bạn nó sẽ hiện cái chữ nút get ở đây, thì chúng ta sẽ bấm vào chúng ta nhận cái đồng Gidon và nó sẽ có tổng hợp lên cái số dư cho các bạn. Thì ở đây của mình nó sẽ chỉ còn có hơn 1 phút nữa thôi, mình hoàn thành rồi thì mình sẽ lướt qua một chút là mình đủ cái điều kiện nhé. Rồi sau khi mà các bạn xem đủ phút rồi thì các bạn bấm vào cái mũi tên tên lửa này, thì các bạn sẽ thấy nó có cái phần get ở đây, thì chúng ta sẽ nhận điểm. Và các bạn muốn được nhận thêm nhiều điểm, bình thường thì các bạn chỉ nhận được hơn hai cái đồng GT thôi. Nếu như các bạn muốn nhận thêm nhiều ấy thì các bạn phải bấm vào đây và các bạn chia sẻ cái mã mời của bạn, hoặc các bạn add cái mã mời của họ vào đây. Thì mình đã tạo cái nhóm này để chúng ta chéo nhau ấy. Thì các bạn khi mà các bạn nhóm đủ 5 người thì bạn sẽ nhận được từ 0.1 đến 0.2 cái đồng GT cho cái nhóm của các bạn, và bạn nào ở trong cái nhóm này cũng sẽ nhận được cái phần thưởng này nhé. Đó thì các bạn quay trở lại đây này, mình sẽ nhận được là lẽ ra của mình chỉ là 2.1 thôi, và mình đã từ cái phần thưởng mà từ cái nhóm 5 người này thì mình sẽ được cộng lên là 2.33 đó,
à, đây là cái cách để chúng ta kiếm thêm được cái đồng GT. Thì để nhận thì các bạn chỉ cần nhấn cái nút get thôi, thì cái phần thưởng các bạn sẽ được cộng tổng hợp lên trên này. Đó thì ở đây mình đã nhận được thêm cái phần thưởng ở đây nhé. Đó thì mỗi một ngày chúng ta chỉ làm hoàn thành nhiệm vụ một lần thôi. Nếu như bạn muốn làm nữa thì chúng ta sẽ không thể nhận nữa. Các bạn bấm vào đây thì cái nó sẽ báo là cái nhiệm vụ các bạn đã hoàn thành rồi. Và các bạn muốn nhận thêm cái đồng GT thì các bạn sẽ kích vào đây này. Chúng ta sẽ copy cái link này, các bạn chia sẻ cho bạn bè và mời bạn bè tham gia. Thì các bạn kích vào đây, nó sẽ có cái phần mà cung cấp cho chúng ta cái mã mời cũng như là liên kết ấy. Thì các bạn kích vào đây, các bạn chia sẻ cho bạn bè. Thì mỗi một người các bạn mời tham gia thì các bạn sẽ nhận được đây là sẽ là 10% cái đồng GT Aerobe này. Đó, các bạn lưu ý cái phần này. Rồi, mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái phần game nhé. Phần game ấy thì các bạn cứ mỗi một ngày các bạn hoàn thành nhiệm vụ ở trên này, thì các bạn hoàn thành nhiệm vụ thì các bạn sẽ nhận bằng cái đồng GT, và bên dưới các bạn hoàn thành nhiệm vụ thì các bạn sẽ được mở một cái hộp quà may mắn. Thì các bạn kích vào đây, nếu như nó hiện ở đây là cho các bạn chọn vật phẩm ấy, nó phải là báo màu xanh mới được, còn báo màu trắng như này thì là chúng ta sẽ không chưa có cái cơ hội để nhận cái phần quà. Thì khi mà nó hiện cái màu xanh ở đây ấy, thì các bạn bấm vào thì nó sẽ chạy, nó chạy như là chúng ta chơi cái xèng ấy, nó sẽ chạy, và khi nó dừng ở một cái nào đấy thì các bạn sẽ nhận được cái vật phẩm đó. Như ở đây thì mình đã nhận một cái mũ và đôi giày rồi, và đây là một cái bộ quần áo thì mình vẫn chưa nhận được, mình vẫn chưa được mở nhé. Đó thì các bạn khi các bạn nhận xong thì các bạn claim về, claim về thì các bạn sẽ thấy nó ở đây này. Đó sẽ thấy ở đây thì mình sẽ kích vào cái phần ghi đô này. Tiếp theo là các bạn kích vào cái phần này, chúng ta sẽ chuyển đến cái trang con búp bê và các cái vật phẩm ở trong này. Đây, các bạn quay trở lại cái phần này nhé. Thì khi mà các bạn đã có cái bấm vào cái trang nào mà trang phục nào mà các bạn có đấy, thì các bạn bấm vào đây, các bạn new cho mình để chúng ta trang bị cho con búp bê. Rồi chúng ta sẽ quay trở lại, chúng ta bấm vào đây để chúng ta trang bị cho con búp bê nhé. Nếu như các bạn không trang bị thì coi như là cái trang phục này các bạn không sử dụng, thì các bạn bấm vào đây, những cái này là nó không có nhé, nó không có thì nó sẽ không hiện thông tin. Như đây là mình đã có một đôi găng tay các bạn nhé, như bấm vào đây nó phải có, không như cái áo này thì của mình không có này, nhưng mà đôi găng tay của mình là mới nhận được nhé. Thì mình nhấn new vào để mình trang bị cho con búp bê. Đây khi các bạn bấm quay trở lại thì các bạn nhìn thấy búp bê nó sẽ có một cái đôi găng tay này. Đó, đôi găng tay này, đôi găng tay hơi phỉn một chút nhưng mà có còn hơn không. Đó, như vậy là mình đã nhận được một cái đôi găng tay nhé. Đây, à đây mình phải bấm, các bạn phải bấm chọn đây mới được. Rồi, bây giờ mới được nhé. Rồi, con búp bê của mình đã được trang bị một đôi găng tay này, một cái kính này và một đôi ủng này. Ở đây thì mình còn quần, áo và mũ thì mình vẫn chưa chưa có cơ hội nhận được. Thì các bạn chịu khó tham gia liên tục thì chúng ta sẽ nhận được các cái vật phẩm quý báu này. Rồi, bây giờ thì mình sẽ quay trở lại khi các bạn trang bị đầy đủ các cái trang phục cho búp bê, nếu như các bạn có, còn nếu không thì các bạn sẽ không thể trang bị được. Đó, khi sau khi trang bị cho búp bê xong, các bạn quay trở lại này, các bạn chơi game, các bạn chỉ cần kích vào đây thôi. Cái đầu tiên thì các bạn không phải xem quảng cáo, các bạn chơi luôn. Nếu như các bạn win, như ở đây của mình win là mình mới thắng này, sáng nay là mình mới chơi là mình thắng 60.000 cái đồng đồng ship ấy. Đây còn cái phần cuối cùng này, mình đã mở hết rồi. Mỗi một ngày thì các bạn sẽ có 5 nhiệm vụ, các bạn hoàn thành hết 5 nhiệm vụ này thì các bạn dừng lại, và đến ngày mai thì các bạn lại tiếp tục, các bạn lại làm từ 1 đến 5 nhiệm vụ này. Ở đây thì mình còn cái nhiệm vụ cuối và mình sẽ quay thử xem là cái nhiệm vụ cuối này có hoàn thành hay không. Và trước khi mà chơi cái game cuối cùng này thì các bạn phải xem một đoạn quảng cáo nhé. Các bạn kích vào đây để xem quảng cáo này. Sau khi xem xong quảng cáo thì các bạn bấm tắt ở đây. Và các bạn tắt nó đi cho mình này. Thì nó sẽ các bạn sẽ quay trở lại đây thì nó sẽ hiện cái phần play. Thì các bạn nhấn vào play cho mình. Nếu cứ như các bạn thắng thì các bạn sẽ nhận được cái đồng Bitcoin, còn nếu như các bạn thua thì các bạn chỉ nhận được một khoản nho nhỏ của cái đồng Bitcoin thôi. Ngày hôm trước thì mình cũng đã quay trúng 96 đô la đồng Bitcoin nhé, tí nữa mình sẽ chia sẻ cho các bạn xem. Và cái ván này thì không biết là mình có thắng hay không, mình sẽ các bạn chỉ cần bấm vào con búp bê này một lần thôi và nó sẽ tự động nó nhảy nó chơi. Ok. Rồi như vậy là file là thua rồi nhé các bạn. Mình sẽ nhận được 0.0037 đồng BTC. Rồi các bạn bấm vào đây. Đây mình chia sẻ cho các bạn cái phần thưởng ngày hôm trước mình đã trúng cái đồng Bitcoin nhé.
Đây đồng Bitcoin này, mình hôm trước mình nhận được 0.003 đồng Bitcoin, xấp xỉ là 96 đô la các bạn nhé. Thì những cái phần thưởng mà các bạn nhận được ở đây cùng với cái đồng GT thì các bạn sẽ được hoàn toàn là được rút được khi mà dự án này nó mainnet và niết sàn các bạn nhé. Đó, thì khi đó thì các bạn hoàn toàn có thể rút được tất cả các cái phần thưởng mà các bạn cờ làm được bây giờ. Và đây là một cái dự án chơi rất là lớn, đã cho phép chúng ta là nhận hoàn toàn miễn phí các cái đồng coin, mà toàn những cái đồng coin rất là xịn sò. Và ngoài ra thì cái dự án này được cái cộng đồng của người nước ngoài tham gia rất là nhiều, và các bạn lướt cái video ở đây thì các bạn cũng biết được ở trong cái video này đa phần là toàn là các cái kênh từ các cái trang cá nhân từ nước ngoài họ tham gia, và Việt Nam thì rất là ít các bạn nhé. Rồi ok, thì cái video này thì mình xin được kết thúc tại đây, và khi nào có những thông tin mới hơn từ cái dự án này thì mình sẽ luôn luôn cập nhật với các bạn để các bạn nắm được cái tình hình từ cái dự án này.